Xin chào các bạn, tôi là Long Tân Á đây. Hôm nay thì nhân buổi đến nghiệm thu sàn thép của anh Trương Sơ Tắc thì xin hỏi anh về công ty, một số nhận xét về công ty Tân Á. Thì trước khi làm nhà tôi có tìm hiểu qua một số như gọi là công ty thiết kế, đặc biệt là chú ý các công ty thiết kế ở Nghệ An. Thì có theo dõi Facebook của công ty Tân Á một thời gian thì nhận thấy là các mẫu nhà phù hợp với sở thích của mình, nên là tôi tìm tới Tân Á. Thì quá trình trao đổi làm việc thì các đội ngũ kiến trúc sư Tân Á rất là nhiệt tình và nắm vững phong thủy, cho nên là quá trình thiết kế, tôi là người cũng có để ý đến phong thủy, cho nên là các cái thiết kế của họ ấy rất là hài lòng. Tôi rất là hài lòng về các thiết kế và quá trình xây dựng thì họ cũng tận tình gọi là theo sát tiến độ công trình và các cái cột mốc quan trọng như là đổ mỏng hay là làm thép đổ tầng 1, tầng 2 thì các bạn cũng có lên và xem xét kiểm tra rất là kỹ càng. Cho đến đến hiện nay thì tôi tương đối hài lòng về công ty Tân Á, mong là hoàn thành công trình thì mình được ngôi nhà như là mong muốn. Vâng, Cảm ơn anh. em xin cảm ơn anh. Video của tôi xin đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy nhớ đăng ký kênh.